Em Đỗ Quốc Minh ở Chứng Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc tất cả các mọi người có một buổi chiều ngày thứ ba. Em đang có mặt ở Sửng Sơn để quay cho anh em những cái sản phẩm đang đi vào hoàn thiện, những cái sản phẩm đã hoàn thiện rồi và những sản phẩm đang đi vào hoàn thiện. Thì anh em mà xem được clip thấy hay nhớ thành em xin like, là chị đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh của em mọi người nhá. Đó, rất nhiều hôm nay thì có rất là nhiều đồ đang hoàn thiện xong, thì em sẽ quay sơ qua cho mọi người một loạt. Anh em mà yêu thích cái món gì thì có thể liên hệ chốt đơn mọi người nhá. Đây cái bình mai hàng mộc này, bình mai ôm đá, anh em mình đá nó ôm đá này. Bình này là rất là to mọi người nhá, to và nặng gỗ lắm. Một cắt một cái bình như này bọn em đầu tư gỗ toàn tạ rưỡi tạ sáu gỗ để cắt cho mọi người những cái bình mai như này, không hề dễ thế nào đâu. Bình mai lu gỗ mộc nguyên mà đẹp luật này rất là khó. Đây có một con trâu gỗ cọng cho anh em này, cầm tuyệt vời, đây là nguyên mộc. Anh em nhìn cái nước mưa nó bắn vào, mọi người nhìn này. Anh em nào đặt hàng con trâu cầm này là hàng trước cái đặt nhé. Cầm nó mua hơn 2 triệu rồi làm cho anh em vân của nó. Anh em nhìn thấy nước mưa và vân xuất sắc này, để biết là thực tế nó đẹp này. Đây cầm vào sau đó nước mưa này tôi được mình ngắm anh em này. Đây mọi người nhìn con này thì xuất sắc luôn, nguyên một cái gốc cả rất to và cắt đi mình làm đấy. Đây đây đây, tí độ thì nguyên mộc anh em nhé, không có chắp chát gì cả. Anh em nhìn này đấy, hàng nó cứ mộc mạc này để anh em mới yên tâm rồi đấy. Nguyên một cái gốc cẩm là mình không có chắp, em không khái niệm làm bằng chắp đâu anh em, mà có chắp là đâu nói rõ anh em đấy. Con này thì to hơn 2 triệu củ gỗ này vì nó là liền một khối như này, xong mình đục thì sẽ cao giá anh em nhé. Còn nếu mà chắp đôi lên này nó rẻ, liền lên này nó sẽ cao, cao hơn một chút so với hàng chắp. Vân đồ rất là đẹp luôn đấy. Thì vào trong đây quay cho anh em một số cái sản phẩm nó hoàn thiện rồi, nhiều đồ lắm, đồ rất là nhiều luôn. Cái này là những cái đồ mà sơn rồi con heo này của khách đặt, con heo sụn hương, con này xong lâu rồi mẹ em chưa bê về. Anh em làm một con heo như này nó không phải dễ anh em, củ gỗ này anh em biết là củ gỗ này em mua nhiều tròn một cục để cắt một con heo tròn một củng như này. Rồi em đang muốn lên một cái đôn nữa, nên muốn lên một cái đôn nữa để đại có đẹp. Vân đồ như này anh em cũng chơi, anh em chơi cái món gì đồ đầy đồ em làm rồi em muốn chơi bê vào. Đây có gì gặp to này của em mà gần 2 tháng ấy, em mình ngại em không làm này, để bụi. Con này anh em nó kết thì chơi đấy, chắc con này chắc to nhất định Bắc Bộ, không có con thứ hai được. Con đạt ma được chế tác liền trên một cái nguyên một cây hương ta Gia Lai, cái này đục tam nghê 1, 2, 3 trên rồng. Bước này thì nói chung là giờ nó cũng thuộc dạng hàng khủng mà đục siêu kỹ siêu lét. Đây nguyên mộc ấy, hàng chưa có làm cái gì cả, nguyên mộc. Bước này thì nói chung là hàng bây giờ độc nhất vô nhị, anh em là thích hàng VIP đi chơi. Vân đồ này anh em biết là hàng mộc quay cái này thì anh em yên tâm rồi. Tam nghi đầu tư bao nhiêu công vào đây, đồ rất nhiều la liệt. Nhiều á, nhiều khi các bác không làm thì các bác cũng không biết được. Khi làm đồ mọi người biết là cái gỗ mà đầu tư một con đồ có nhiều vào đây, cái gỗ thừa mà phải cắt đi nó nhiều mức độ như này. Đây là mới bắn nót,
bắn nót anh em nhé, chưa có qua chỉnh sửa, mới bắn nót, vừa bắn nót này, đấy đang bắn nót này, đấy, bắn nót mới bắn nót nhé, chưa vào bóng, bắn nót này xong mới đợi khô, đợi khô cũng xoa cái lót này đi, con này nó xuất sắc luôn, gỗ nhiều khi làm nó rất là vất vả khâu chọn gỗ, xong nó lại tốn quá nhiều phôi, anh em nhìn. Quá nhiều phôi như cục này là nó không hàng không lợi như nào, nhưng mà những anh em nào thích cái hàng lục lạc thì chơi. Đây anh em nhìn đế đặc một cục luôn. Sợ chưa, cẩm giờ kiếm được bức cẩm mà liền to này giờ hiếm lắm này. Đang xoa đi để vào sơn nhìn nhỏ lắm anh em. Đây cái bàn này em để chơi đây. Bàn này thì chắc là đây là có kẹp viên đá này, em đục lấm rất là kỹ nhé. Này anh em nhìn, cái này là liền, em lấm đục rất kỹ, nó gần như là một mặt bằng anh em. Cái này nó hơi thấp một chút đây này, cái này một tầm khoảng 5 ly. Cái này thì đang tính là để cùng cái này với một cái bộ ghế tựa liền kia. Thì thực sự là rất là sưu tầm cái bàn này, nó cũng khá là khó luôn. Đẹp. Nó là chuẩn hương Gia Lai anh em ạ. Mình có chắc chân mọi người, hàng này thì không lấy đưa liền, chân chắc. Liền thì chết đoàn luôn. Mấy tạ gỗ mà. Đây là nguyên những cái gốc rất là to, mình phải hạ đi ấy, mình phải hạ, mình cắt đi vứt đi nhiều gỗ lắm để lấy được cái mặt nó như thế này cho anh em chơi. Nhưng mà anh em nào kỹ tính thì sẽ thích, thật sự luôn, phải thật sự là kỹ tính thì mới thích, còn không kỹ tính thì cũng khó thích cái dài như này, bởi vì cái giá nó không hề rẻ. Nhưng mà tính ra một bộ thì nó cũng không đắt tí nào đâu, 90 ví dụ như một bộ này anh em đi mua một cái bộ đun gốc, một cái bàn chắp, gọi là một cái bộ chắp bét tè là nhè, em gọi là hàng chắp bét tè là nhè, cũng phải anh em bỏ ra tầm khoảng 30-40 triệu một cái bộ chắp bét tè là nhè. Mà đây em bộ này của em là nó chỉ chắp một chút, và những cái tựa kia, những cái tựa kia đều là tựa liền, chỉ anh em bán cho anh em cái giá nó cũng chỉ bằng những cái bằng người ta bán những cái bộ chắp bét nhè thôi, mà hàng của em là liền. Đây những cái tựa này là liền hết, nguyên những cái gốc to em cắt cho em làm. Đây có tất cả là 6-7 cái đôn, nhưng mà em mới hoàn thiện là 4 cái thôi. Thì cái này mình gọi là cái này ghế chủ rồi. Đây anh em nhìn này, anh em nhìn được là anh em cũng biết là 2 tạ, chính xác là 2 tạ 3. Và sau đó mình moi ra mình cắt đi thì mới làm được cho anh em một cái tựa liền sụn gốc như thế này. Đấy, anh em biết cái này nó cực kỳ giá trị. Những cái hàng này thì thực sự mọi người là nó là hàng mà để đời. Đây anh em nhìn này, nó là hàng để đời chứ không phải là hàng gọi là chơi một thời gian là chán bỏ đi đấy. Tất cả đều là tựa liền hết. Cái này thì không gian nhà các bác, đây như này sụn này, gốc sụn này. Đấy, đây tựa liền hết, nó quý giá lắm. Gỗ hương Gia Lai bây giờ kiếm đâu ra, anh em giờ kiếm khó cực kỳ luôn. Đây anh em nhìn này, không có chỉnh sửa mọi người nhé, hàng không có chỉnh sửa đâu, nguyên bản gỗ nghiền nạc hết. Cái này cái chủ này, nếu anh em sưu tầm đến 6 cái ghế như này nữa thì sẽ tuyệt vời. Em có đủ bộ 6 cái luôn, nhưng mà em mới hoàn thiện 4 cái thôi. Đây xong được 2 cái bình loa sắt, anh em nào loa sắt thì mai inbox nhé, có loa sắt cho anh em được, toàn đẹp thôi, chất lượng thôi mọi người nhá. Bình đợt này to hơn bình đợt trước. Để chia sẻ anh em mấy cái sản phẩm này, đây có bao gồm là chắc và mun, nhưng mà đợt này em sẽ mun này hiện tại em sẽ không bán, ở nhà vẫn còn. Em sẽ quay cho anh em một cái mấy con chắc. Đây, ví dụ như con này. Đây, cái này thì anh em mà thật sự là đam mê để chơi được những con như này thôi. Đây, con này nó là siêu hiếm. Để em bê hẳn ra ngoài này cho mọi người ngắm. Siêu hiếm anh em.
thì nói chung là anh em mua trên thị trường thì nói chung là không dưới 10 triệu một con nghe như này, không dưới 10 triệu. Chất lượng thì nó là đỉnh cao. Không dưới 10 triệu một con nghe như này. Không dưới 10 triệu. Liền hết. Anh em nhìn này. Con này là con đỏ đen nhé. Chất đỏ đen tuyệt vời luôn. Hàng này nó lên hàng kiểu là hàng VIP đấy. Nên người ta bán cái giá nó còn giá trên trời thôi. Anh em mình bán thì nói chung là cũng rất là rẻ. Anh em thích thì alo. Con này nó khủng khiếp luôn đấy. Cái đồ này xong chưa cô? Chưa xong đúng không? Chưa. Nhưng quay thoải mái đúng không? Đấy. Anh em giờ kiếm được những cục chắc Việt như này làm gì có mọi người, cả một lô gỗ đúng một cục khủng khiếp này đây. Con này bán tầm mười mấy triệu, đẹp tuyệt vời luôn. Quả đế nó uy tín à, nó cao tầm khoảng 40 nhưng mà nó rộng to dã man luôn. Đây em cho quay cho mọi người ít chắc VIP, hàng chắc VIP cho anh em chơi. Đây nói chung với gỗ chắc gỗ mun ấy thì rẻ thì không bao giờ có đẹp đâu anh em ạ. Ngoài không chỉ gỗ chắc gỗ mun mà gỗ lão cũng thế thôi, rẻ thì chắc chắn là không có đẹp, rẻ thì không có đẹp đâu. Đây đây là mới vào lót nha anh em nhé, mới vào lót, vào lót thôi, vào lót chưa bắn bóng, vào lót chưa bắn bóng. Thế đây hàng này nói chung là không chê được. Đây. ba con đây là một con này, con này là anh em này, cái này nó có cái khánh ở đây này, cái này còn có khánh này, con này là con chắc đen, đây sẽ có ba con này là đen này, con này là đen đặc hết nhá. Đặc hết, con này đen này, hàng liền nguyên khối 100%. Thì anh em biết là nó nhiều gỗ như thế nào. Đây là nhiều gỗ nào và phôi nó to như thế nào. Đấy. Đây. Anh em nhìn này. Đấy. Khi mình quay xa thì mình sẽ thấy là nó đen đúng không? Nhưng khi nhìn vào gần mình sẽ thấy nó đỏ này. Đó, chứ không bao giờ có chuyện là, không bao giờ cũng sẽ có cái chuyện là đang cái chỗ này đang đỏ nhá. Đỏ đây lại đen một đây. Đèn đây thì chắc chắn là sẽ chắc này đỏ hết đó. Ok chưa, cam kết của chất lượng, toàn hàng đắt tiền luôn, phôi đắt. Đây một con này khủng nữa này, chắc có ba con này là đen này, con này là đỏ đen này, và con này là đỏ pha một chút đen, khủng khiếp, phôi khủng khiếp. Đấy, con anh em mà thích đỏ thì chơi con này, chun đỏ. Đây nó còn một chút đen ở ngoài cái da gỗ này. Đây này, đấy anh em nhìn cho, nó còn một chút đen ở ngoài da. Ừ. Hàng này nó bây giờ trên thị trường không ai ta làm hàng này mấy đâu, bởi vì là cái gỗ nó cao ấy. Làm ra trong anh em bây giờ đều chạy theo cái giá thành. Mọi người bán đều chạy theo giá thành, mà cái chạy theo giá thì chắc chắn là sẽ không bao giờ dám làm đầu tư hàng này, bởi vì cái gỗ nó quá đắt. Gỗ nó quá đắt. 200.000 một cân. Chục cân phôi là 2 triệu, mà để làm được một cái con dê như này thì phôi toàn 20-30 cân liền hết, mà gỗ chắc này tuyệt vời luôn. Cái này clip này thì em sẽ quay qua thôi, có anh em nào yêu món nào thì cứ inbox cho em, thì ngày mai em sẽ đo kỹ và giới thiệu cũng như là báo giá cho mọi người. Còn đấy, hiện tại đây thứ nhất là nó hàng nó cũng chưa hoàn thiện là một, và thứ hai là nó cũng không có thước chứ gì cả, nên là áng được. Ví dụ như con này nó cao tầm khoảng gần 40 này, còn con này là 40 này, còn con này nó cao tầm khoảng 50, con này cao khoảng 50, nhưng mà đồ đạc thì anh em nhìn thì biết này. Đây. Tất cả nó cũng nguyên mộc, không phải là nguyên mộc mà nó đang vào lót thôi. Còn con này là chưa bắn bóng đúng không anh Sửu? Đấy.
chưa bắn bóng thôi anh em ạ. Lót không đợi xoay đi mà bắn rồi. Chất lượng phôi thì anh em cứ vô tư đi, vô tư thoải mái đi. Bởi vì đồ đạc này em đều lọt chất lượng phôi hết. Mình chấp nhận làm những cái hàng như thế này và bán cho mọi người cái lãi suất nó ít thôi. Mà anh em chưa được hàng đẹp. Tuyệt vời luôn. Cái này chắc đen. Gọi là đen thôi nhưng từ ra nó quay kỹ nó vẫn cứ đỏ này. Đây anh em nhìn đây. Đấy nó vẫn cứ đỏ. Đấy là cái đặc điểm của chắc. Còn cái mun thì nó quay vào nó sẽ đen xì hoặc nó xanh. Đấy con chuột này đẹp. Chuột này to đẹp. Còn này có mấy con gà mái mọi người nhá. Nay em làm một lô gà mái cho anh em chơi. Bình mai thì hôm nay có mấy cái bình mai đẹp. Hai cái bình nó sắc này to, cái bình này to hơn nọ, bình con nọ này. Bình này to hơn cái bình em bán 5.8 này. Còn cái bình này thì nhỏ hơn một chút này. Bình nhỏ hơn một chút. Cái này thì nó đang chật quá không quay được. Thì ngày mai mình sẽ quay kỹ cho anh em ngắm. Heo cầm đây. Heo lô. Đây một cái bình mai to này. Bình này rất là đẹp này. Đây là một cái bình mai lu. Đây là gỗ gốc thường thôi. Còn đây là gỗ lu. Hai bình này thì đều là liền. Đây có một cái pho tế đục kỹ đây. Hàng này là hàng nghệ nhân đây. Hàng nghệ nhân cho anh em xài đấy. Ui dồi ôi, nặng lắm. Pho này to lắm nha mọi người nhá. Ui nặng lắm. Cái này bây giờ còn tầm 60 cân. 60 cân đấy. Nhìn cái tay là có biết là hàng kỹ rồi đúng không? Đây đúng con dế. Điền hết anh em nhé, nó không có chắc cái gì cả. Có người nghiện nó khác, chân tay khỏng cà khỏng khèo lắm. Nghiện ngập nó ra là chân tay nó lòng khọc lắm anh em ạ. Nhưng không có gọi là mập mạp đi nào cả. Chân này, của chân của tay này. Gầy lắm, cụ gầy lắm. Đây. Đây ôm đá đây, có tí đá đây này. Có tí đá đầm ở đây này mọi người, đây cây tùng là liền. Cây tùng là liền này, chất gỗ hương. Hương Gia Lai nguyên gốc. Anh em ạ, những cái bức mà nghệ nhân như này thì anh em mua trên thị trường thì thật sự mọi người không có giá tới 10 triệu. Đây nó thật. Mà chưa chắc ra về cái chất lượng gỗ đã được như thế này. Nói thật mọi người, chất lượng gỗ chưa chắc được như này. Nhưng mà đến với em Minh những cái hàng nghệ nhân này mọi người mua cái giá nó rất là rẻ, nó chỉ bằng một nửa, thậm chí là bằng 1/3 thị trường đang bán thôi. Khẳng định với anh em luôn, chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 thôi. Đó đây là anh em cứ yên tâm về chất lượng phôi nha, cũng như là giá cả. Những cái bức này em bán cho mọi người chỉ tầm khoảng trên 6 triệu một chút thôi. Đấy, bây giờ nó phải nặng tầm 60 cân. Thì cái phôi để làm bức này nó phải tầm hơn tạ. Vì đây anh em hạ hết liền như này cho anh em moi liền đây dày. Moi được cho anh em liền này. Nó rất là nhiều phôi. Đấy, thì đọc tiền gỗ là tầm khoảng 3,5 triệu 4 triệu rồi. Cái công làm một bức này cho anh em này, em thuê thợ này, em lựa rất là khó và lựa phải làm sao để về bán cho anh em rẻ. Chứ còn nếu mà làm mà bán cho người ta bán mười mấy triệu bức cái này thì nó dễ. Để về anh em. Mà to lắm nhé. Đẹp, nó nhiều hàng đẹp. Nói riêng là sửa sơn thì chỉ quay sắp quay qua thôi, nó không quay kỹ đâu. Cặp đẹp tuyệt vời anh em ạ. Kiếm được cái cục cẩm mà to này nó cũng khó lắm đấy mọi người. Đẹp tuyệt vời anh em nào thật sự là sưu tầm thì chơi thôi chứ còn hàng cẩm Việt như này bây giờ lấy đâu ra. Mỗi bức chất lượng khỏi bàn, tuyệt vời luôn. Đồ nhỏ châu bò chó má lợn là đây, heo cẩm đầy. À đây có con heo ba này, đi làm con heo ba này về cho khách. Cuôi cu tí xong làm cho anh cái cầu heo ba này. Cua mẹ ưu tiên anh mà làm cho anh cái cầu heo ba này đây, để anh về anh gửi cho khách xem đấy. Anh em là yêu món gì thì inbox nhá, để về có gì tối về em chụp riêng cho. Thực ra mọi người là bây giờ nó cũng trong này nó quá chật, anh em nhìn này, lôi ra lôi vào nó khó và cái ánh sáng không đầy đủ được. Cái bộ ghế này anh em nào có không gian sân vườn anh em chơi nhá,
em sẽ tính toán một cách làm sao nó hợp lý nhất cho anh em sưu tầm. Chứ còn thời gian những hàng này thì mọi người biết rồi đấy, một cái bộ ghế chắc bét nhà chè khoai đấy thì anh em nó phải bỏ tầm 30-40 triệu rồi. Thì một cái bộ như này em bán cho mọi người cũng chỉ tầm giá đó đấy nhá. Như một cái bàn kia nhé, bây giờ anh em nó không mua được đâu, cái bàn kia giá dưới giá 15 triệu mà VIP như kia không phải có đâu. Em đầu tư gỗ cái bàn đấy chỉ cho mọi người là 8 triệu tiền gỗ. Bàn nó quá sắc. Đây cũng mấy con nhê này nó vừa vừa nhưng mà rất là đẹp đấy anh em. Con này này, con này quá xuất sắc luôn, chắc đen điền hết anh em nhé. Con này thì anh em nào chơi thì sưu tầm thử con này, đẹp tuyệt vời luôn. Con này này và một con này này, đây này, ui rồi toàn lựa gỗ đặc cho anh em này. Anh em chơi điền anh em ạ, chắc đen. Có hai con này với một con to khủng ngoài kia, vừa quay mọi người con to khủng ấy, con đấy thì quá tuyệt vời. Đây em có một cọng này làm cho khách này, đây, lựa mãi mới được đúng hai cục chắc liền 100% mà được đúng một cọng. Một con đặt chân lên viên ngọc, một con đặt chân lên thỏi vàng, lựa mãi nữa mãi liền 100%, đế đặc 100% cho anh khách, quá khó luôn. Nửa mãi mới được. Quá khó luôn. Đây em làm một con này đỏ này. Thấy cách trong Sài Gòn này. Anh tìm. Đây con này đen này. Một đúng một con đỏ con đen luôn. Một con thoại vàng, con đồng tiền. Và con viên ngọc. Đúng một cọc để hai con đối đầu nhau. Ghê em đẹp. Em quay cho mọi người cái ghế VIP của em này. Em để từ năm ngoái em này. Cái này nó nguyên một cái gốc Mỹ tạ. Đây. Làm vừa rộng rồi cho cái ghế này về. Cái này hôm nào về sắp không gian ở nhà cho về để ngồi nó sướng. Cái này, cái rộng là chiều rộng của cái ghế này nó phải rơi tầm 1m2-1m3 nguyên một gốc dã man luôn, như ngai vua. Theo hương còn vân vít mập anh em nhìn chất gỗ. Khác gì cẩm đâu, đây là hương chẳng cái gì cũng cẩm hương mập. Không khác thì gỗ hương, gỗ gặm, nhưng mà là gỗ hương, nó là dễ hương. Chắc đen.